Quảng Trị đâu ạ? Dạ vâng, em đang nghe đấy ạ. Vâng. Em có yêu người đó là 2 năm rồi anh ạ. Vâng. Em có đi công tác ở Đà Nẵng ấy. Vâng. Làm công ty 11 tháng. Vâng. Nhưng mà người yêu của em ở nhà cũng đi chơi vậy. Một hôm là đi sinh nhật với mấy người bạn nhưng mà uống say anh á. Vâng. Đã uống vào rồi ngủ chung với nhau, bây giờ lỡ có chuyện đó rồi á. Vâng. Nhưng mà em quay về là chứ không biết làm sao hết anh ạ. Tức là bạn gái của bạn thì đã có quan hệ tình dục với người khác, không phải là bạn đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Và bây giờ cô ta đang mang thai à? Dạ vâng ạ. Thế bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chúng tôi? Dạ, nhưng mà em với người đó vẫn còn yêu nhau nhưng mà cũng muốn quay về lại với nhau, nhưng mà như vậy thì giờ phải làm sao anh ạ? Bây giờ cái thai lớn chưa? Dạ, chỉ 1 tháng thôi anh ạ. À thế à. Và cô ta thú nhận với bạn tất cả những điều đó? Dạ vâng ạ. Cô ấy muốn bỏ qua những tội lỗi đó đi rồi bắt đầu lại từ đầu anh ạ. Anh Linh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Em ơi, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi mà có làm ăn gì không? Dạ không, không ạ. Năm 90. Còn trẻ lắm và cũng lêu lổng thôi, chưa có công ăn việc làm gì, đàn đúm rượu chè rồi thích thì quan hệ tình dục. Ngay cả như lúc này em vẫn còn rất yêu cô ấy hả? Dạ vâng ạ. Thế à, tốt quá nhờ. Ừ. Có đã ai đã có người nào đó biết rằng là cô ấy có thai với người khác trong cái bữa nhậu rượu ấy chưa? Dạ, chỉ có em với một người bạn thân của em biết thôi ạ. Thế à. Ừ, xong mọi người có ý kiến thế nào? Có ai nói gì không? Thì người đó nói bảo rằng là nếu như vậy thôi thì vứt bỏ đi, rồi tìm lại một người khác ấy. Nhưng mà thực sự em không thể quên được anh ạ. Vứt bỏ là bỏ thai hay có nghĩa là vứt bỏ cô ấy đi để tìm lại một cuộc tình mới ấy. Nhưng mà thực sự em còn yêu cô ấy nhiều lắm, em không thể bỏ được anh ạ. Ồ, em yêu nhiều lắm cho nên là có thai thì phá, lần sau có lại phá đúng không? Ừ, đợt vừa rồi em đi Đà Nẵng, thế đợt tới mình đi Thành phố Hồ Chí Minh, ở nhà cô có thai độ tròn 4 tháng rồi thì mình làm sao? Thật ra thế này này, người ta cũng nói rồi, một người đang yêu ấy thì hay tốt bụng lắm, dễ tha thứ, nhìn đời với nhìn tất cả các thứ nó đều với một đôi mắt rất là màu hồng, cho nên không nhận ra và có khi cũng bỏ ngoài tai tất cả những lời phân tích, cũng như là bản thân mình cũng chẳng có suy nghĩ gì, chứng nghiễn là được yêu là được rồi. Nhưng mà em cứ nghĩ kỹ lại đi, yêu để được cái gì? Yêu là tìm một người cùng chí hướng với mình, rồi sẵn sàng chia sẻ với mình những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống, sau này thành vợ, thành chồng, xây dựng một mái ấm gia đình, đúng không? Dạ vâng ạ. Một cô gái, thôi thì trẻ thì không nói làm gì rồi, trẻ thì chơi cho trẻ, đấy là một thế lợi, nhưng mà người yêu đi vắng ở nhà, đi uống rượu rồi hứng lên rồi quan hệ tình dục, nay có thai quay về mình vẫn cứ như thế, thế rồi không biết rằng nó sẽ đến như thế nào. Ngẫm lại một chút, dừng lại một chút, nhìn nhận lại kỹ hơn về cô ấy và có quyết định cho nó chính xác. Thế còn nếu thật sự như em không cần suy nghĩ gì nữa, thôi cứ yêu cũng được, thì cũng không có thiếu gì cách. Hai em là người trong cuộc rồi, bàn rồi, chắc là không để cái thai của người khác để sinh con đúng không? Thế thì chắc là phải đưa nhau tới các cơ sở y tế để được kiểm tra và tư vấn. Mình cũng nói rõ luôn đây là một cái sự lỡ làng không mong muốn, và tất nhiên thì càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thì anh Đoàn rất muốn em hãy nghĩ thật kỹ về cái việc duy trì mối quan hệ với cô bạn gái này. Đây không phải là cái chuyện rằng mình tốt bụng không tốt bụng, nhưng nó là đánh giá một cái tư cách một con người, đúng không? Dạ. Và một điều đặc biệt nữa, anh Hoàng cũng nhắc rằng là cô đã là người uống rượu này, xong rồi ngủ tùm lum với lại những người khác để có thai như thế, thì cũng đã chắc gì một người mà có khi đôi ba người. Và những người ấy có khỏe mạnh hay không, có bệnh tật gì không thì chưa ai dám đoán chắc. Vì vậy thì em cũng hãy phải lo đến bản thân mình. Cô đã như thế, đừng có vì một phút yếu lòng mình cũng lại tham gia vào lại quan hệ tình dục với cô ấy, thì có thể biết đâu người ta sẽ tặng cho mình một cái căn bệnh mà mình không hề mong muốn, lúc ấy thì mình mất mát nhiều thứ. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chúc bạn sớm có quyết định sáng suốt nhé. Xin chào bạn.